Xin chào anh chị em đã quay trở lại với kênh sửa chữa máy may tại nhà của em nhé. Thì hôm nay em có nhận được một cái đồ của anh Cảnh này ở Bắc Giang. Đấy, anh em có gửi hai cái hộp điện tử, một cái motor và một cái bàn ga. Đấy, motor lỗi E14, bàn ga đẹp lúc nhanh lúc chậm. Còn cái hộp này là cứ chạy một lúc lại mất nguồn, xong tắt máy đi bật lên lại chạy được một lúc lại mất nguồn. Và đây đây là một cái hộp chạy, mặc dù mình đã tăng tốc độ lên rồi ở B01 rồi, B01 đấy là 5.000 rồi mà motor chạy vẫn chậm. Đấy, em chạy cho mọi người xem. Đấy, tốc độ này là tốc độ chậm nhá, thường 5.000 nó phải chạy nhanh cơ, đây chỉ chạy tầm 2.000 thôi. Đấy, mặc dù đã vào B01 hoặc là vào B68 mở mở tốc độ ra rồi mà vẫn chạy chậm. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ tìm nguyên nhân và cái cách khắc phục của cái này để chia sẻ cho mọi người tham khảo. Cái trường hợp này thì em làm nghề cũng lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì em mới gặp cái bệnh này, thì cũng chưa biết là có sửa được hay không. Nhưng mà em sẽ, cái này không liên quan gì đến bàn ga này nhé, vì bàn ga này là bàn ga của em, bàn ga đang ok rồi mà chạy vẫn như thế. Anh ấy đã thử thay một cái hộp khác thì là chạy ok, thì anh ấy bảo là cái hộp này tại hộp rồi, chắc chắn là tại hộp rồi. Đấy, thì bây giờ em sẽ tiến hành đi kiểm tra và khắc phục xem có sửa được cái bệnh này không. Thì mọi người cùng em đi tìm hiểu cái nguyên nhân và cái cách khắc phục của cái bệnh này nhé. Bây giờ em tắt nguồn đi và bây giờ em sẽ tháo cái bo mạch ra để xem tìm nguyên nhân và khắc phục sửa chữa. Đấy, sau khi em đã mở cái hộp này ra thì bây giờ em tiến hành cái bo đấy là mình em khoanh vùng ở trong, bị ở trong cái bo điều khiển motor này nhé. Đấy, có mạch khiển này, còn bo này là chỉ bo chức năng thôi, nó cắt chỉ lại mũi nâng chân vịt thì mới tại bo này thôi, chứ còn cái phần điều khiển motor chạy nhanh chạy chậm là do cái bo này. Đấy, thì như bây giờ em đã tháo cái bo này ra đây thì em thấy là cái bo này đã có dấu hiệu bị sửa rồi, người ta bắt lại ốc rồi, chỉ còn có hai ốc rồi thôi, người ta chỉ còn bắt lại hai cái ốc chéo nhau của cái bo này thôi. Đấy, giờ em đã tháo được ra rồi, em sẽ cất cái bộ phận này đi. Cho cái đèn ở đây cho nó sáng tí này. Đấy, như mọi người nhìn thấy này. Đấy, mọi người nhìn thấy chỗ này chưa? Đấy, hơi zoom lại gần cho mọi người nhìn. Đấy, là đã có hiện tượng sửa rồi này, này. Đấy, tiếp theo là CPU này. Đấy, và các cái này nó sửa này, các cái con diode này. Đấy. Đấy, không. Và cả em đang này nữa này. Đấy, con chó và con tụ này đã bị hèn lại rồi. Thì cái này bây giờ cũng em sẽ tiến hành nhìn các cái mối hèn này, nó vẫn còn chưa vệ sinh đi này. Các cái con linh kiện hèn này bị sọc lạch. Đấy, mọi người nhìn cái con diode này đây, hàn rất sọc lạch. Thì bây giờ em sẽ hàn lại các cái con này á, để cho nó hẳn hoi và vệ sinh sạch sẽ đi ạ. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tìm lỗi. Đấy,
tiện đây em cũng chia sẻ cái các hàng IC dán nhiều chân cho những ai chưa biết. Tiện đây có thể tham khảo với cách hàn của em. Đấy, đầu tiên là mình phải vệ sinh sạch hết cái thiếc ở chân này đi. Đấy, để tạo mặt bằng. Nếu mà ai mà không vệ sinh cái thiếc sạch ở cái chân, cái chỗ con linh kiện này nó sẽ hàn vào đây này, thì nó sẽ tạo cái mặt phẳng gồ ghề. Đấy, khi mà mình đặt cái con linh kiện vào thì nó sẽ bị vênh lên. Đấy, khiến chúng ta khó đặt. Đây, khi chúng ta đặt như này này. Đấy, thì các cái thiếc còn thừa ở cái chân linh kiện này, mà nếu mà ta mà không vết sạch đi thì nó sẽ bị gồ ghề lên. Đây, như ví dụ như em vết sạch đi thì ví dụ mình điều khiển này, mình chỉnh các cái chân này rất chi là dễ, nó phẳng mà. Mình đẩy sang trái thì nó sang trái, mình đẩy sang phải nó sang phải. Đấy, mình đẩy như này bao giờ nhìn nó cân con IC với các cái chân hàn này. Đấy, mình chỉnh sao cho nó cân đi. Sau đó mình giữ chặt con IC này. Đấy, và mình đính điểm vào một cái chân nào đó, chân đầu tiên này và chân cuối cùng này của một cái hàng chân bên đấy. Thế là tự nhiên là con IC này nó sẽ đứng im rồi. Tiếp theo, bước tiếp theo là ta sẽ chỉ việc cho thiếc vào cái chân của cái hàng bên cạnh này còn lại này, sau đó ta di đi. Ai muốn hàn bóng đẹp thì ta sẽ cho thêm ít mỡ vào. Đấy, vứt hết cái thiếc đi. Và bên còn lại ta cũng làm tương tự. Bây giờ ta sẽ hàn lại cái bên này. Sau đó ta cho một ít mỡ vào. Đấy, sau khi nó hàn được cái con linh kiện nó ngay ngắn rồi, chúng ta sẽ vệ sinh nó đi, hàn xem cho nó sạch. Đấy, và nó sẽ thẳng, nó không vẹo vụa như con linh kiện với lẫy nữa. Và khi mình vệ sinh thì nó sẽ sạch sẽ như này nhé. Yeah, thì nó phải sạch sẽ xong mình mới đến tính sửa cái gì thì sửa. Đấy, nhìn đầu tiên thì ai mà nhìn vào cái một cái mạch ấy, người ta đánh giá ngay là mình sửa như nào rồi. Nhìn thấy những cái con linh kiện mà mình đã hàn rồi đã không được ngay ngắn lên nữa thì
Đấy, và còn con CPU này nhé. Bây giờ để mà xem được con CPU này. Đấy, em quay cái bóng này này. Mọi người đưa cái mạch này lên. Đấy, mọi người đưa cái mạch này lên đây. Mọi người sẽ nhìn thấy cái chân. Chân của con CPU là nó đang bị làm sao. Đấy, nó hàn, nó có dính hay không. Đấy, như mọi người nhìn đây. Mọi người nhìn thấy cái chân của con CPU này đang bị dính chập vào chân vào đây chưa? Đấy, chân này đang bị chập này, đang bị dính này, được chưa? Nếu mà để mà nhìn bằng mắt thường như này thì ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cái điểm chập đấy được. Đấy, mình cứ nghĩ là mình hàn ok rồi, nhưng mà thực ra là nó đang bị chập một cái chân đấy. Thì khả năng em đang đoán là nó có thể nó bị chập ở cái chân của con IC này nhé. Thì bây giờ em sẽ vệ sinh lại toàn bộ cái chân của con IC này. Sau đó ta sẽ cắm lại xem một lần nữa xem có được không. Nếu được thì là do cái chân của con IC này đã bị do hàn chập. Còn nếu không được thì ta tiếp tục tìm nguyên nhân tiếp theo của cái boa này nhé. Anh chị em nào đang xem video thì cho em xin một like nhé. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ em. Rồi bây giờ em sẽ kiểm tra lại nhé. Đấy, và bây giờ mọi người nhìn thấy chân đã sạch và không còn dấu hiệu bị chập nữa. Bây giờ để em thử cắm lại lần nữa xem mà tốc độ có chạy nhanh lên được không nhé. Cái điện tử này nhiều khi là có khi là tự mình, có khi lại đánh ban mình. Sửa không cẩn thận là tự mình lại đánh ban mình. Sửa một lỗi nhưng cuối cùng là hỏng thành lỗi khác.
tiến hành là cứ bật điện thử lên. Đấy, dơ lia vẫn đóng là mạch đã ok. Kiểm tra xem đã có nguồn 5V chưa. Trước nó cũng đang ok và giờ chỉ vệ sinh lại thôi, nhưng mà mình kiểm tra cho nó chắc chắn. Đã có 5V này. Đấy, kiểm tra cho chắc chắn lại. Và bây giờ em sẽ lắp lại cái hộp. Bây giờ em sẽ bật điện lên. Đó, motor đã quay. Đấy, em sẽ đẹp bàn ga xem là motor đã chạy nhanh thì nhá. Đấy, motor vẫn chưa chạy được nhanh. Mặc dù tốc độ đã là 5000 rồi, vẫn như cũ thôi, vẫn không chạy được nhanh. Thì chứng tỏ là cái mối hàn của lẫy nó không liên quan gì đến cái lỗi chạy chậm này nhá. Thì bây giờ em tiếp tục sẽ mở mạch ra và kiểm tra tìm lỗi để khắc phục cái bệnh này. Tới như em đã tháo cái mạch này ra và đi kiểm tra lại thì em thấy bất ngờ là đây là IC ổn áp 3.3V, nhưng mà hiện tại là hai chân nguồn này 5V và 3.3V là nó đã bằng nhau rồi, thông với nhau. Tức là con IC này nuôi nguồn nuôi là 3.3V, nhưng mà hiện tại bây giờ là nuôi bằng 5V mà con IC này không cháy. Một điều quá là bất thường mà em chưa từng gặp. Thường là ở mức này là con vi xử lý con CPU này đã chết luôn rồi, nhưng mà đây nó vẫn sống và đóng rơ le và chạy như bình thường, nhưng mỗi tội chạy chậm thôi. Còn em cũng chưa biết là đây có phải là nguyên nhân chính không, dẫn đến cái bệnh nó không nhớ được tốc độ không thì không biết. Nhưng mà bây giờ em sẽ đi thay con IC này đi và kiểm tra lại xe, sau đó lại đóng mạch vào và chạy thử cho mọi người xem mà đây có phải là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái lỗi mà không chỉnh được tốc độ không nhé. Chỉ chỉnh được thấp thôi mà không chỉnh được cao lên, mặc dù là 5000 rồi mà máy vẫn chạy chậm như rùa. Đấy. Thực sự là theo em là thấy là quá vô lý ấy, vì cái này thường là chỉ cần cao quá 3.3V là con vì xử lý này là chết luôn rồi. Nhưng mà đây lên tận 5V rồi và sau này đi xử lý vẫn hoạt động bình thường. Đấy, vẫn điều khiển được motor bình thường. Thế mới là vô lý. Sau đây em sẽ thay cái con linh kiện này vào. Chắc nhiều anh em cùng ngành mà xem video này thì cũng thấy quá là vô lý, không hiểu tại sao luôn.
sau khi em đã thay là em kiểm tra xem là nó còn bị thông vào nhau, chập với nhau không. Đấy, mọi người nhìn cái đồng hồ này. Vừa em đo chân số 2, số 3 nó đã chập vào nhau. Nhưng mà hiện tại giờ nó không chập nhé. Ok này, để bây giờ em tiến hành em lại lắp vào mạch và cắm điện thử xem đây đã phải là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái bệnh chạy chậm chưa nhé. Đấy, sau khi em đã lắp xong cái bộ rồi và bây giờ em tiến hành bật nguồn đi. Đấy, lần này là bật nguồn thứ hai rồi. Và bây giờ thử đạp bàn ga xem là động cơ nó có chạy nhanh được không, chạy chậm nó số hóa như lúc ban đầu. Đấy, mọi người đã thấy chạy nhanh hơn rồi. Đấy. Như vậy là em đã tìm ra nguyên nhân là do con IC ổn áp nguồn nuôi CPU đã hoạt động sai, dẫn đến cho đi xử lý làm việc sai, không nhớ được cái lệnh của bảng điều khiển nên nó đã không cho chạy tốc độ cao. Đấy, như thật ra là cái con IC đấy thì là nó vượt quá 3.3V thì thông thường là CPU đã chết rồi, nhưng mà cái này sao nó lại không chết dẫn đến cái hiện tượng như vậy. Chắc do thợ trước cũng không kiểm tra, cũng không để ý đến, cứ thấy đóng CPU là CPU đóng dơ le là vẫn lắp vào thôi nên chạy thôi chứ cũng không để ý cái đấy. Đấy, như em ấy thì cũng kiểm tra lại thì thấy đúng là 5V lui đi xử lý thì cái bo này thì rất chi là vô lý, thì thường nó chỉ 3.3V thôi. Đấy, thì quá phát là nó đã chết CPU rồi. Dòng này rất hay dễ chết CPU, nhưng mà đây là lên 5V rồi mà vẫn không chết, dẫn đến là tìm ra bệnh rất chi là khó khăn. Đấy, vừa qua em đã chia sẻ cho anh chị em, cùng anh chị em tìm và khắc phục cái lỗi chạy không nhanh của cái máy một kim. Đây là hộp điện tử một kim nhé, nếu có thể lắp cho các hãng Zojia rồi Baoyu rồi Zuki vân vân. Đấy, thì mọi người xem video mà thấy hay thì đừng quên cho em xin một like, để em một đăng ký kênh để ủng hộ em, để động viên cái tinh thần của em để em tiếp tục làm những cái video mới để chia sẻ tới mọi người. Và video này em xin tạm dừng ở đây. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.